chào các bác nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong một cái khung giờ buổi chiều. Thì hôm nay thì em quyết định quay lại chiếc em sẽ quay cái video về chiếc Mitsubishi Pajero Sport đời 2012, số tự động máy dầu động cơ 2.5, rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ, đang có mặt tại showroom của Ấn Thành Auto. Em xe này thì rất là chất lượng các bác nhé. Các bác nhìn đây ạ, toàn cảnh một chiếc xe khi mà chúng em đã mở hết lắp capo lên, cánh cửa xung quanh và cả cái lắp cốp lên, nhìn nó rất là bề thế ạ. Nhìn nó rất là bề thế ạ. Lốp lắp 4 quả còn mới toanh, còn mới toanh nhá. Em này các bác mua về thì cứ lăn bánh, cứ chạy thôi ạ, không phải lo lắng bất kỳ một vấn đề gì, xe vẫn cứ lụt ngon ăn luôn. Em này lét căng luôn các bác nhá. Em này lét căng luôn ạ. Bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết nhá, rồi cái phần báo giá thì em sẽ để dành ở phía cuối video. Thì các bác hãy cùng theo dõi đến cuối video để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này và giá cả nhá. Hai bên hai cái cụm đèn pha thì các bác có thể thấy là nó rất là đồng đều màu nhau, nó không bị lệch lạc tông màu, và đã được trang bị đèn bi cầu salon siêu sáng, và bề mặt cụm đèn pha nó còn sáng loáng và trong veo như thế này. Xung quanh thì đã được bọc những cái thanh mạ chrome giúp bảo quản cái bề mặt cụm đèn pha nó không bị chảy xước, nó không bị chảy xước ạ. Sơn xi nguyên zin nguyên bản theo xe phải đạt được tầm khoảng trên 80%, trên 80% ạ. Các bác nhìn nước sơn nó bóng và nó trơn như thế này, nó bóng và nó trơn như thế này, thì nó không bị sần. Khi mà sơn lại rồi thì kiểu gì nó cũng sẽ để lại những cái vết tích là nó sần, thì nó không bao giờ được trơn và bóng như là nước sơn nguyên zin của nhà máy nhá. Sơn xi còn rất là ngon. Đây, bên này đây, cái cụm đèn pha bên này đây ạ, cũng trong veo, và các cái khớp lối đây, các nhìn kỹ ạ, khớp lối đây ạ, rất là chuẩn chỉ nhá. Em này thì đặc biệt là cái ba đợt sốc phía đằng trước và phía đằng sau đều rất là cứng, rất là cứng cáp. Em này đi thì thôi rồi luôn, các bác là cứ yên tâm. Tông đâu thì ví dụ tông vào cột thì cột chỉ có gãy thôi, chứ cản phía đằng trước này không có vấn đề gì nhá, nó chỉ hơi mót là cùng thôi nhá. Đây, lắp capo đang bở lên đây thì em mới quay luôn nhá. Ốc lắp capo còn nguyên này, ốc tai đây ạ, ốc tai cũng còn nguyên nhá. Đấy, keo chỉ lắp capo ạ, keo chỉ lắp capo cũng còn nguyên nhá, chưa mất đi đâu một phân keo chỉ nào, chưa mất đi đâu một phân keo chỉ nào ạ. Đấy, có nhìn kỹ ạ, ốc áp còn nguyên nhá, ốc tai đây ạ còn nguyên ạ, máy móc này cũng vẫn còn nguyên zin, máy móc vẫn còn nguyên zin. Các nhìn vạch sơn của nhà sản xuất chưa ạ, các nhìn vạch sơn của nhà sản xuất chưa ạ, dàn máy rất là chất, máy dầu mà đến bây giờ sau 8 năm sử dụng mà nó vẫn còn như thế này ạ, vạch sơn vẫn còn nguyên zin, máy móc đây ạ khô ráo và sạch sẽ, ốc chân máy chưa ra, em này chưa cẩu máy ra một lần nào luôn, chưa làm lại máy, mặt máy cũng chưa ra nhá. Một chiếc xe nó chất như vậy mới đi được có 9.2 các bác nhá, 8 năm sử dụng mới đi được có 9.2 thôi. Đấy, nói thế thôi là các bác đã hiểu đủ độ chất của chiếc xe này rồi ạ. Cái lắp capo đây, từng cái đường led ở trên chiếc xe này, cái lắp capo của chiếc xe này đây, nó không có một tí gì gọi là méo mó nhá. Các nhìn đây ạ, nhìn đây ạ, rất là chất lượng. Vâng, cái cụm đèn gầm hai bên này cũng rất là sáng và rất là trong, các nhìn thấy ạ. Khoảng sáng gầm thì em này em thấy nói là nó rất là nhiều, khoảng tầm 30 đấy ạ, khoảng sáng gầm nó phải đạt được khoảng tầm 30, khoảng tầm 30cm. Đấy, các bác cứ lầm xuống, xe đi qua cũng không hề hấn gì nhá. Em này là ông vua của địa hình, một chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport. Các bác nghe cái từ Sport thì các bác đã biết rồi, đó là những cái dòng xe thể hình địa hình rất là cứng cáp và khỏe khoắn, leo đồi núi rất là chắc chắn. Em này mà đi khu vực đồi núi thì thôi rồi luôn, thôi rồi luôn ạ. Động cơ 2.5 mà máy dầu thì đi thì vừa tiết kiệm nhiên liệu mà vừa là vô cùng là khỏe khoắn. Cánh cửa đây ạ, phẳng căng luôn, phẳng căng luôn nhé các bác nhá. Keo chỉ, dàn keo chỉ đây ạ, keo chỉ nguyên zin nguyên bản theo xe, không mất đi đâu một phân keo chỉ nào của các bác nhá. Mất phần nào em bù phần đấy. Vâng, ốc bản lề, ốc bản lề cửa đây ạ, nguyên zin nhá,
nguyên zin nhá, chưa động một tí tị 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 nào luôn. Đây, bốn cánh em quay luôn cho các bác xem. Đấy, bốn cánh ạ. Keo chỉ zin đét nhá. Ốc bản là cánh cửa bên phụ đây cũng còn zin đét nhá. Zin đét luôn. Đấy. Lốp đây các bác nhìn này. Mới cứng cựa luôn, mới cứng cựa luôn. Em này thì được trang bị phanh ABS ở phía hai bánh phía đằng trước. Sắt xi này các bác nhìn này. Nó sáng như thế này cơ mà. Nó làm gì có han gì mỗi mọt gì đâu. Đấy. Một ông vua địa hình mà. Cái cụm đèn hậu đây. Nó khớp khít và nó chuẩn chỉ từng mm một. Ốc các cái keo chỉ lắp cabo đây ạ. Keo chỉ lắp cabo lắp cốp đây ạ. Nhá, chưa mất đi đâu một phân keo chỉ nào của các bác luôn. Ốc này, ốc bản lề của lắp cốp này. Đấy. Thành thùng cốp bên trong đây. Rất là rộng, rất là rộng. Và xe thì đã được chủ xe tặng free cho các bác. Tặng free cho các bác cái cục sắp hơi kia nhá. Tặng free cho các bác cái cục sắp hơi kia. Đấy. Cụm đèn hậu bên này đây. Em thử lùa cái kẹp móng tay vào xem nào. Ui nó kẹp móng tay em anh ạ. Các bác ạ. Nó kẹp móng tay em. Nó cắn móng tay em các bác ạ. Các cái khớp nối đây. Đấy. Nhìn nó chất chưa ạ. Quá là chất lượng luôn ạ. Bên này đây, bên ghế tải đây ạ. Keo chỉ zin đét luôn. Ốc ác này. Zin đét ạ. Zin đét ạ. Ghế thì với ghế lì vẫn nguyên zin nguyên bản theo xe. Thì chắc cái chỗ này là ông chủ xe ông ấy uống cà phê ông ấy vãi ra đây. Nên là nó hơi bẩn một chút. Các bác nào thích thì có thể lột cái ghế này ra và thay bằng ghế da nhá. Lắp thêm ghế da trang bị vào đây ạ. Trần xe bên trong này rất là sáng sủa và sạch sẽ nhá. Chủ xe nó rất là giữ gìn đấy. Nó rất là giữ gìn đấy. Đây, sang bên này. Tổng quan toàn bộ cái khoang lái nơi mà các bác ngồi trực tiếp điều khiển chiếc xe này đây ạ. Đấy. Keo chỉ ghế lái đây. Keo chỉ của cái cánh cửa ghế lái đây ạ. Giảm chấn còn nguyên này. Ốc ác nguyên zin này. Đấy. Gương kính chỉnh điện 100% này. Cái vô lăng này các bác nhìn này. Xe đi nhiều hay ít nhìn cái vô lăng biết ngay. Nhìn cái vô lăng biết ngay. Nó còn mới như thế này. Đấy. Mỗi tội là chưa được tích hợp cái bàn phím gì thôi. Audio chuẩn đây. 9.2. 9.2. Xe được trang bị một màn hình trung tâm. Đã được chủ xe độ thêm một cái màn hình trung tâm rất là to và rất là chất lượng. Xem nào. Không biết ở trên đây có video xem. Ui à, xinh gái thế. Là rất là chất các bác ạ. Đấy. Auto luôn. Điều hòa auto. Vâng. Cổng cắm sạc 12V. Đấy. Rất là chất, tay đấm số đây. To phạt luôn. Chất lượng nhỉ. Cái táp lô này, yêu không ạ? Rất là mới nhá. Ghế căng mọng luôn, ghế lái mà căng mọng như thế này. Đấy. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu nhanh qua một vòng quanh ngoại thất, nội thất cũng như là động cơ của chiếc Mitsubishi Pajero Sport, một ông vua thể thao địa hình, sản xuất năm 2012. Động cơ 2.5, máy dầu, rất là chất lượng. Thì em xe này em xin công khai giá bán cho các bác là 502 triệu đồng. 502 triệu đồng cho một chiếc xe rất là chất lượng, đã được trang bị camera 360 đây nhá. Camera 360 luôn nhá. Đấy. Có nhìn thấy chất chưa ạ? Đấy. Thì các bác nào thiện chí alo ngay cho em Thành Auto theo cái số 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn, gửi hình ảnh kèm video đầy đủ cho các bác thông qua Zalo
Còn bây giờ thì em xin phép là tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành ra những video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì em xin phép chào và hẹn gặp lại các bác.